với rất nhiều ưu điểm và ứng dụng, nên gỗ long não đang chính là một trong những loại gỗ được ưa chuộng, thường được dùng trong các ngôi nhà gỗ hiện đại và cả phong cách truyền thống. Vậy long não là gỗ gì? Hay gỗ long não giá bao nhiêu? Đồ gỗ tùng tám mời các bác tìm hiểu trong video này nhé. Gỗ long não là gỗ gì? Long não hay còn gọi là giã hương có tên khoa học là Kinamomum camphoronis, danh pháp hai phần Kinamomum camphoror, cây thuộc bộ Laureus, họ laureaceae Đặc điểm nhận biết cây long não Loài cây này khi trưởng thành có chiều cao khoảng từ 3 đến 4 mét, thân cây tròn và lớn, vỏ thân dày nứt nẻ, lá cây nhẵn và bóng, bề mặt giống như sáp và có hương thơm đặc trưng, nhất là khi bị vò nát trong tay. Khi đến mùa xuân, lá có màu lục nhạt với nhiều hoa. Lá thường mọc so le có cuống dài, nơi kẽ gân chính và có hai bên nổi lên hai tuyến gân nhỏ. Hoa nhỏ, có màu vàng lục hay vàng trắng, mọc thành từng chùm ở kẽ lá, mùa hoa vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 hàng năm. Quả có màu đen, mọng, thường mọc thành cụm với đường kính chừng 1 cm. Quả chín vào khoảng tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Long não là cây ưa sáng và ưa khí hậu ấm và ẩm. Cây mọc rất tốt trên đất sét pha tầng dày và không sống được trên đất mặn, đất trũng hay khô hạn. Trong điều kiện lý tưởng, cây có thể tái sinh từ hạt hoặc chồi tốt. Sự phân bố của long não Long não có nguồn gốc từ khu vực Đông Á, tại các quốc gia như Đài Loan, miền Nam Nhật Bản và Đông Nam Trung Quốc. Loài cây này cũng được trồng tại khu vực ven bờ biển đen khu vực Cáp Tại đây người ta trồng chủ yếu để sản xuất tinh dầu và lấy gỗ. Long não thuộc nhóm nào? Trong bảng phân loại gỗ ở Việt Nam, thì gỗ long não được xếp vào nhóm 4 nhóm gỗ có màu tự nhiên, thớ mịn, tương đối bền, thường khá dễ gia công, và được xếp chung với các cây gỗ quý khác nhau như trao trao, dầu lông, cà ruối chặt khế, dầu mít, dầu song nàng, gội nếp. Ưu điểm của gỗ long não Long não được nhiều người ưa thích do các lý do sau. Long não có giá trị thẩm mỹ cao và vân khá đẹp. Độ bền cao, có chống mối mọt, côn trùng. Hương gỗ thơm tự nhiên. Gỗ dễ dàng lắp đặt, ít khi bị biến dạng, hay cong vênh, và co ngót. Ứng dụng gỗ long não Cây long não thực tế không bị côn trùng phá hoại, bởi thế người ta thường dùng nó để sản xuất nhiều vật dụng nhỏ trong gia đình cháp, chuỗi vòng hạt, hộp, quạt vân vân. Gỗ của cây long não màu hồng nên được sử dụng nhiều trong việc để chế tạo các vật gia dụng hay vật trang trí thủ công mỹ nghệ. Long não nhờ có tán lá rộng và xanh tốt quanh năm, lá có khả năng làm sạch môi trường, hoa lại đẹp thơm nên chúng được trồng rất nhiều để làm cây cảnh hay là cây bóng mát cho khuôn viên nhà ở, công viên, trường học, bệnh viện, dọc đường phố, khu đô thị hay trong các sân vườn biệt thự. Các bộ phận của cây còn được trưng cất tinh dầu sử dụng trong y dược vỏ cây ngâm rượu còn có thể dùng làm nước xúc miệng để phòng hay trị bệnh viêm răng viêm lợi dễ chữa cảm cúm đau dạ dày đau đầu đầy bụng và thấp khớp quả chữa bệnh đau dạ dày trứng bụng khó tiêu hóa viêm dạ dày vỏ cành và lá còn dùng để chữa trị mụn nhọt ngứa nấm tóc rết cắn lá và hạt còn dùng như một loại hương liệu đốt để đuổi mũi giá của gỗ long não gỗ long não giá bao nhiêu gỗ long não có đắt không hãy cùng tìm hiểu câu trả lời nhé Hiện nay tại Việt Nam, lòng não đang ngày càng trở nên gần gũi với người dùng. Bạn có thể tham khảo tầm giá sau, tầm 1 triệu 800 nghìn trên 1 m3 với gỗ tròn đường kính trên 30cm, dài trên 1m, và khoảng 2 triệu 700 nghìn trên 1 m3 đối với gỗ sẻ các quy cách dài trên 3m. Đây là mức giá phổ biến cho các loại gỗ nhóm 4.